Kính thưa quý vị, bộ sưu tập thời trang xuân hè năm 2015 của nhà thiết kế Ralph Lauren cũng vừa được trình diễn tại New York. Vào ngày thứ Năm vừa qua, nhà thiết kế Ralph Lauren đã cho ra mắt bộ sưu tập xuân hè năm 2015 tại tuần lễ thời trang New York. Bộ sưu tập pha trộn kết hợp một bảng màu lấy cảm hứng từ hoang mạc với lụa, von và hạt lấp lánh. Trình làng xu hướng với những bộ trang phục đi săn, thám hiểm tại tuần lễ thời trang New York, Ralph Lauren đã mang lại nét nhìn mềm mại, linh hoạt hơn cho những trang phục với đường nét cứng cáp này. Để làm được điều đó mà không mất đi tính chất đặc biệt của dòng trang phục, nhà thiết kế đã dùng chất liệu vải bóng, nhung trên nền màu xám rêu quen thuộc. Ông cũng không ngần ngại kết hợp với các tông màu neon sáng với chất liệu tương phản nhưng lại tỏ ra khá ăn ý với phong cách này như lụa và voan. Hàng trăm nhà thiết kế đã trình bày bộ sưu tập mùa xuân năm 2015 của họ trong những ngày gần đây ở New York. Tuần lễ thời trang này diễn ra thường niên mỗi 6 tháng, tiếp theo sẽ là các tuần lễ thời trang ở London, Paris và Milan.